Sốp là coi bên em chào tất cả anh em thủ nha. Và quay trở lại video ngày hôm nay, video ngày 25 tháng 9 nha em. Thì em lên cho một số cần nha. Số cần thanh lý này. Lô thanh lý đẹp như này. Có còn cần sốp và cần tây có một con 6m3 nha. Còn mấy cái con này cho anh em về xạ cần tây. Cần ISO dưới trong, một số cần ISO thì những dòng như là Olympic, Daiwa, dòng hàng mới nha em. Đây em có một cặp này FT phôi kim cương nha, cứng 2 cứng 4. ISO này của Shimano, phôi Haya, Daiwa Kenlab. Những dòng như đánh ISO biển này có cứng 80, 50, 30. Này FT Haya, một số cần lục thì có cứng tầm khoảng từ D, E và AX như này. Cán vợt một số cần dây trong. Cần tay thì hạ tay thì đây sẽ có một số cần vượt cứng. Đó, cứng 4, cứng 5 mình hạ xuống như này. Và một số cần lua giá rẻ này. Đó, lua 500.000, 2m7 này. Đó, cùng ngâm lăng xe. Thì bên em ship có toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán ạ. Rồi trong cái combo 5 cây này thì giá là 400 như này, ship 30. Sẽ có là một cái cần tay 6m3. Đó. 5 con này chất liệu graphit như này, không phải carbon đâu. Đó. Con này thì nó cứng cũng tầm khoảng 3-4H như này. Con này thì đánh chép trôi ok này. Đó, combo này thì có một cây 6m3 này. Ở đây thì có một cái cần dạng cần câu biển như này, cái ISO câu biển này. Đó, ISO câu biển nha. Cây này thì dài là 3m3, tầm khoảng 3m4, đi kèm 4 lóng, cứng 2-30. Khoen khít ok nha. Cái này là cái khoen này, em chỉ anh em ạ. Cái này thì anh em về mình lấy cái khoen bình thường á, cái khoen một khoen gập á thì mình gắn vào nha. Đó, mình gắn vào này, nó sẽ có cái lò xo này, bỏ khoen vào mình ghế lại. Đó, cái này thì không muốn khoen sẵn nha, anh em về lắp vào hoặc mình xả cần tay. Đó, combo thì có hai cây này. Cái số 3 này thì dài 3m6 của Shimano. Con này thì mình về xả cần tay tầm khoảng 5-6H. Con này thì nó mất khoen nha. Đó, 4 lóng mất khoen, 3m6. Cứng như này, cứng nhất. Một con cần súp lỡ 3m6, con này cũng là khoen thường, con này dạng này fit pha carbon nha. Đó, con này cũng bị mất cái khoen trên ngọn này. Đó, mất khoen nha, còn lóng ok hết. Mấy con thanh lý thì bên em sẽ không bao nha, không bao khoen, chỉ bao lóng cho mình thôi. Còn một con cần súp lỡ 2m7, khoen nhựa. Đó, khoen nhựa nha, về xả cần tay. Anh em thay khoen bình thường vào câu được nha. Rồi 5 cây thanh lý, giá 400, ship 30. Ở đây em có một con cần của dòng Shimano, con này là ISO dây trong như này. Của dòng Rinkai XT 5m3 cứng 1. Cực đẹp nha. Đó. Con này thì thích hợp bạn em câu cá tráp, câu cá hanh thôi. Con này kêu cái lóng ngoài của mình nó sẽ phủ lớp sơn bạc nha. Đây. Trên này thì nó có phủ lớp sơn màu đen để bị tróc thôi nha. Còn ok nha, không ảnh hưởng gì phôi hay da này. Đó. Shimano tầm khoảng 3H cần tay thôi. Đó, tình trạng cần thì đẹp lắm nha. Khỏi bàn cho mình. Đó, tổng thể thế này. 5m3 và độ cứng 1 ạ, à, nặng là 200g, ngọn 2.8 ly. Con này thì mã số 0 nha anh em. Con này gửi mức giá là 800 nha. Đó, giá 800.000. Cửa hàng đang ta 900 nha. Mã số 1 thì đây em có một con cần ISO khoen nhỏ của dòng Olympic. Con này thì cực kỳ đẹp nha anh em. Con này dài 5m3 cứng 1 này. Đó, bản Japa nội địa Nhật nha. Câu tráp hanh. Pad Fuji Stylus này, dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji xứ xám. Con này tất cả các lóng của mình đều có định vị này. Đây, có định vị này. Định vị nha. Cái ngọn cần thì nó sẽ có là mình là 3 khoen chạy ngọn nhỏ thôi. Đó, 1, 2, 3 khoen chạy này. Và định vị đầy đủ nha anh em. Đó, định vị này, có cái đường chỉ định vị nha. Đó, đường chỉ định vị này. Con này thì cứng 1, tráp hanh 4 đục thôi. Trong 3H cần tay cho mình. Thì ISO dây trong và dần dòng ISO này thì cũng giống nhau như này. Độ cứng giống nhau. Chủ yếu là cái cước nó chạy trong chạy ngoài thôi. Con này mã số 1 nặng là 209g, ngọn 1 ly. Con gửi mức giá là 700 như này. 700.000 nha. Là Olympic. Số 2 là một con ISO hàng hệ của dòng Daiwa. Con này 5m3 và cứng là 1.5 cho mình ạ. Con này thì carbon quicker phôi hai da. Con này Taiwan xuất Nhật như này. Đó. Dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji xứ xám. Và phôi của mình thì xoắn hai da rồi. Cái bản này thì xạ cần tay vẫn ngon nha. Đó, ngọn thì sẽ có là 3 khoen chạy trên ngọn này. Đó. Đây, con này đẹp nha. Con này thì mấy cái lóng trên của nó là carbon xoắn vân, còn hai lóng dưới là hai dây này. Đó, hai dây nha. Đây qua thì cái bản này thì ngon rồi, khỏi bàn. Con này cân nặng là 190g ạ, ngọn 1 ly, mã số 2. Con người gửi nó mức giá là 900 nha. Đây 900.000. Đẹp lắm nha em. Đối với ISO thì bên em hỗ trợ xạ cần tay theo yêu cầu hết nha. Số 3 một con cần ISO của dòng One Bay Japan nội địa này. Con này dài 5m3 và độ cứng 2. Pad Fuji NS6 của dòng Hibiki này. Đó, Hibiki. Con này thì đời cao thì dàn khoen của nó là dàn khoen full xích. Đó, khoen chạy chỉ là khoen vẩu này. Anh nhìn kỹ nha. Khoen vẩu này. Đó. Cứng 2 này thì tầm khoảng 4H cần tay.
tính đầu cần ISO cho mình. Ngọn cần thì sẽ có 3-4 khuyên chạy trên ngọn nha, 4 khuyên chạy cho mình. Lóng 2 có 2 khuyên chạy này. Cái dòng này thì carbon xoắn vân màu đen thôi. Màu đen như này. Khuyên đại 3 của mình là khuyên chạy luôn nha. 4H cần tay. Dòng khuyên full sheet hết, nguyên bản nguyên zin. Cân nặng là 220g mã ngọn 1.2 ly mã 63. Còn gửi mức giá là 1 triệu như này. Đó, giá 1 triệu nha. Tiếp theo số 4 và số 5 em có một cặp cần cực kỳ đẹp như này. Đây, số 4 thì ở đây em có một con cần ISO NFT. Con này thì dòng DR Plus 5m3 độ cứng 2. Hai con này thì một cặp như này. Đây, anh em mình con cứng 4 thì anh em nhìn này. Phối to hơn và cứng cáp hơn rất là nhiều. Thêm lại cứng 2 trước. Cứng 2 này thì xả cần tay 4H này, 4H. Dàn khoen của mình là dàn khoen full sheet đó nha. Hai con này thì cực kỳ ngon luôn. Cái phôi của nó thì nó xoắn tít như này. Đây, từ gốc tới ngọn nha, nó không như giống với con khác này. Anh nhìn mình kỹ đi. Cái phôi xoắn hai da từ gốc tới ngọn luôn. Nó ngọn 4 khuyên chạy này. Xoắn tít như này. Và độ mới con này thì rơi cho mình tầm khoảng vào trên 90% nha. Đây có định vị đầy đủ này. Đó, cái dòng mình thì có định vị như này. DR Plus này. Đó có đường chỉ này. Anh em mình ra cần thì nó dễ hơn. Phôi thì đẹp sáng ok rồi. Thì em bên em vẫn hỗ trợ xả tay nha. 5m3 cứng 2 NFT bao này bản Japan nội địa phôi kim cương. Nặng là 220g ạ, ngọn 1.5 ly mã số 4. Con này gửi đến mức giá là 1 triệu 6 này. Gốc thì nó đổ sẵn cho mình cái dây buộc bảo hiểm ở đây nha. Thích thì mình cắt ra. Rồi con này thì tầm khoảng 6-7H cho mình ạ. Đây NFT con này thì phôi dày hơn cứng hơn. 5m3 cứng 4. Cộng DR Plus cho em. Phôi kim cương. Thì bản này thì khỏi phải bàn rồi. Đẹp, sáng ok hết. Cũng là phôi của nó là xoắn hai dây này. Đây, thì gốc tới ngọn nha. Ngọn con này thì vẫn có 4 quyền chạy trên ngọn. Zin theo cần hết đây. Đó. Anh em bạo lực á. Con này mình xả cần tay xuống mà mình đánh chép trôi chấm đen chấm cỏ được hết nha này. Phôi khỏi bàn luôn. Đó. Phôi càng dày độ cứng càng cao. Thì nó càng nặng nha này. Và pad của mình là pad phẳng nha. Fuji này FT chính hãng theo cần. Con này thì thông số này, cân nặng được là 367g, ngọn 1.7 ly, mã số 5. Con này gửi mức giá là 2 triệu 200 ngàn nha. Đó. Hai cây như này. Anh em sưu tầm làm hai cây rất là ngon nha. Thì anh em lấy từ hai cây đó lên cái inbox Zalo thì em sẽ để cho mình giá tốt hơn nha, là lý lẽ. Đây thì em có một con cần Shimano. Con này bạn của mình là bạn 5 carbon như này. Đó, 5 carbon, 5m3 cứng 4 thì rơi cho mình tầm khoảng cũng là 6-7H cần tay. Con này là cũng là khoen nhỏ luôn. Đó, khoen nhỏ và phôi xoắn hai dây này, có định vị đầy đủ hết. Đây, green line này. Con này thì ngọn của mình là cũng là ngọn xoắn hai dây này, giống như con NFT á, nó xoắn tít hai dây luôn. Đó, gốc tới ngọn này. Mấy con khác thì nó xoắn vừa thôi, con này ngọn cũng là 4 khoen chạy nha. Đây green line định vị này. Đó, định vị đường chỉ này. Đó, định vị đủ nha. Tình trạng cần thì đẹp, sáng. Có sức dăm, dạng sức lông mèo thôi nha. Đó, sức lông mèo quẹt quẹt thôi. Còn lại không ảnh hưởng đến phôi fit nha. Tình trạng thế này. Còn thì đẹp khỏi bàn như này. Đó, nắp chụp xoay vặn này. Rồi con này bản Japan nội địa luôn. Mã số 6 ạ. Cân nặng 410g. Ngọn 1.8 ly. Con này để cho mình giá là 2 triệu nha. Đó, 2 triệu như này. Còn những dòng bạo lực thì ở đây em có cho mình là mấy con cần rút. Cho đây mình công ngâm lan xê câu biển này. Tí. Rồi đây thì em có một con cần của dòng Daiwa Kenlab như này. Đây, Daiwa Kenlab Carbon. Dài 4m2 và độ cứng là 50. Đó, 50 cho anh em, cách lắp carbon. Con này 4m2 mà đo chính xác nó còn chỉ có là 4m16 thôi nha này. 4m16 thôi. Chắc hụt 4 phân rồi. Cũng không ảnh hưởng gì nha. Đó. Phôi thì cũng là xoắn tít hai da từ gốc tới ngọn này. Mấy cái bạn này thì khỏi bàn, ngọn ba khuyên chạy nha. Ken lắp này thì giáp chống đạn nha này. Anh em về mình làm mà mình lưu bát vẫn được này. Cung ngâm lan xê nha này. Đó, tình trạng cần chỗ kế nha. Khuyên Fuji giả quang. Dài là 4m2 và độ cứng 50 Kenlab Carbon. Con này thì Japan nội địa 100% rồi. Fuji 26. Cân nặng của cần được là 440g ạ, ngọn 2.7 ly mã số 7. Con này gửi mức giá là 2.3 triệu anh em, 2.300.000. Rồi anh em có một cặp NFT. À tiếp theo thì con C trước đây này. Con C trước đây. Đây có một con C bạo lực. Con này Shimano dòng Genkai 4m5 cứng 80. Đánh lục đầu cần, mình câu biển, mình đánh bạo lực được này. Đó, dàn khoen Fuji xích hết nha này. Khoen xích hết. Cứng 80 con này có định vị, mà định vị đường chỉ thôi. Đây, định vị đường chỉ thôi. Ngọn sẽ có 3 khuyên chạy trên ngọn này. Đó, lóng thứ hai này. Có một khuyên chạy này. 4.5 cho nên cứng 80. Cho nên mình dạng câu ISO.
mình không ngâm lan xê. Đó, đánh đầu cần đều được nha. Cấn 80 thì cũng dạng cấn bạo lực rồi. Đó, 1m5. Genkai, Hàn Quốc xuất Nhật. Tay cầm cán bút bát vặn Fuji Shimano ạ. Con này cân nặng được của cần là 470g, ngọn 3.2 ly, mã số 8. Còn gửi mức giá là 2.2 triệu. Đây, 2.200.000 nha. Số 9, số 10 thì em có một cặp NFT này. Đó, NFT dòng Power Love Full Heya này. Cái con mã số 9 thì em có một con là 3m6 cấn 50. Con này dạng cần ISO biển này. Cái dòng này thì khoen Fuji xứ xám và đầu bố xích chống xoắn nha. Nguyên bản cũng cần vậy như này. Đó, ngọn cần thì có định vỉ này. Định vỉ nhám nha. Phôi cũng nói là cộng này xoắn hai da thì có tới ngọn luôn. Đó, ngọn có 3 phiên chạy này. Lóng thứ hai có định vỉ này. Khỏi bàn như này. Đẹp sáng ok hết này. Đó, xoắn hai da. 3m6 cấn 50 ạ. Cái tay cầm con này thì nó bọc màn co nhiệt và bát lọc bát vặn Fuji FPS. Đó, câu ngâm lan xê, dạng câu biển ạ. Mã số 9 nặng 400g, ngọn 2.4 ly, giá là 2.2 triệu. 2.200.000. Rồi anh em muốn mà cứng cảm giác hơn một tí này thì em có một con NFT. Con này thì 3m9 cứng 30, bao lớp. Khoen con này là cũng là khoen Fuji xứ xám này, và đầu bu xích chống xoắn. Và trong này thì vẫn vậy nha. Vẫn xoắn hai da này, từ gốc tới ngọn luôn. Định vị này, nhám này. Định vị nhám này. Anh em cứ xem không kỹ thì inbox em sẽ gửi hình cái cụ thể cần qua mình xem kỹ hơn nha. Đó. Con này mà xả cần tay xuống thì chắc là tầm khoảng 8-10 hát gì đó nha này. Cầu phê nha. Đó, đẹp sáng ok. Nặng 400g mà ngọn 2.2 ly, mã số 10, giá 2.2 triệu. Con này thì mềm hơn, thì ngọn nhỏ hơn. Đó. Mã 11, em có một con cần lục như này. Cần lục của dòng Shimano ạ. Con này thì là dòng Sutleader FV, dài 4m05 và cứng DST, Indo xuất Nhật. Bản này thì mà đánh đầu cần và gần bờ nha. Đó, tình trạng ok hết. Và khoen phát Fuji xứ xám. Con này cái ngọn của mình thì nó sẽ có là hai khuyên chạy này. Đây, 1, 2 khuyên chạy này trên ngọn này. Nó xoắn hai da. Số lượng là 4 lóng như này. Thì đối với cần lục bên em hỗ trợ hạ phát theo yêu cầu nha. Đó, hạ miễn phí này. Hạ theo yêu cầu của mình. Muốn hạ bao nhiêu bên em hỗ trợ hạ bấy nhiêu này. Con này mã số là 11, cân nặng 400g, ngọn 2.4 ly, giá là 1.8 triệu ạ. 1.800.000 nha. Tiếp theo thì đây có một con cần lục mã số 12. Con này của dòng Shimano, con này là dòng súp mắm tôm như này. Đây, súp leader 4m5, cứng EXT tầm khoảng 25. Cái con này thì nó cái này là lớp phủ bóng như này. Lớp phủ bóng 2K anh em về mình tháo thôi nha. Đây, bóng 2K thôi này. Không ảnh hưởng gì nha. Đó, có ok hết. Con này thì 4m5 EX, đây có sức một tí, bản Japan nội địa Nhật. Dòng này thì đều là khoen xích rồi. Đó, khoen full xích đó nha. Một ngọn là phôi xoắn hai da có định vị này. Đó, hai khuyên chạy định vị nha. Thì con này số lượng đi kèm cho mình là 5 lóng như này. Tình trạng thì sẽ có sức sơn. Đó, sút mắm tôm nha. Có sức thì em gửi cho mình giá tốt hơn. Con này cân nặng được cho mình á là 385g ạ, ngọn 2.4 ly, mã số 12. Con này gửi mức giá là 2 triệu nha. Đây, 2 triệu 4m5 EXT. Còn nguyên chưa hạ phát ạ. Rồi, Gamakatsu thì ở nhà em còn một cây cứng AX này. Cho nên mình đánh xa bời này, đánh bạc bãi này, Gamakatsu 3 khúc. Con này thông số cần, độ dài cần là 4m cứng 35, của dòng Mat 2, dòng Gold như này. Mat 2 Gold. Gamakatsu thì nội địa Nhật 100%, dàn khoen full xích 3 chân này. Đó, ngọn rất là lớn nha. Con này ngọn của mình là ngọn 5 ly là. Đó, cứng ngắt như này. Cứng như cái xào luôn. Bát thì nguyên bản chưa hạ này. Đó, 3 khúc nha. Gamakatsu. Gama thì nó chỉ có xoắn vậy thôi. Và gốc con này thì bằng cán gỗ. Đây, Gamakatsu này. Japan nội địa như này. Rồi 4m cứng 35 tầm khoảng AX, cân nặng là 630g ạ, ngọn 5 ly, mã số 13. Con gửi mức giá là 6 triệu rưỡi nè, 6.500.000. Đó, khoen xích hết nha, 3 chân. Đem có một cái cán vợt nè, cán vợt thì đem có một cái cán vợt 5m, cán vợt carbon của dòng OGK. Cán này thì gen của mình là gen 12, thì hầu như bên Nhật về thì cái cán nào cũng gen 12 rồi. Gen 12 này. Cái này thì anh em về thay vẫn được nha. Cái này thì cứng cáp nha. Đó, cứng cáp. Phôi thì ok này. Tình trạng có sức dăm sơ thôi. Và số lượng con này thì kèm cho mình 5 lóng này. Đây, số lượng đi kèm 5 lóng. Rồi cái cán vợt này thì mã số 14, giá 500 ngàn ạ. Đây, 500 nha. Cứng cáp này.
15 thì 16 17 thì ba con cần dây trong ba khúc. Đang có một con cần của dòng Marine. Con này thì anh em về lên khoen mình làm cần lua cũng được anh em. Lua gần cứng tầm MH. 3m3 cứng 50 thì tầm MH. Anh em mình cũng ngâm lan xe vẫn được. Đó, tình trạng cần đẹp, sáng ok nha. Nước sơn thì màu trắng, tay cầm cán mút bát vặn Fuji này. Đó, Marine. Con này ba khúc anh em, dây trong ạ. À. Mã số 15, nặng 310 g, ngọn 3 ly. Con này giá là 400 ngàn. Rồi 16, 17 thì hai con Shimano cực đẹp như này. 16 thì một con cần 3 khúc dây trong Shimano. À, con này của dòng này FT. Dòng Power Love 3m cứng 30. Thích hợp bình câu cảm giác thôi. Bản Japan nội địa Nhật. Dòng Power Love như này. Avanca. Đó, phôi này. Đầu búa xích chống xoắn. Khoen có mình là loại xứ xích này. Đó, tay cầm cán mút bát vặn Fuji này FT. Thì bên này vẫn nhận lên khoen nha. Lên khoen thì nó hơi mắc. Cả công cả khoen thì rơi cho mình tầm khoảng vào 300. Là khoen thường như này. Còn khoen Fuji thì giá cao hơn. Nặng là 228 g, ngọn 3 ly, mã số là 16 ạ. Còn để cho mình giá 550 này. 550 ngàn. 17 thì một con cần 3 khúc. Con này thì của dòng này Shimano. Con này Shimano, con này NFT. Con này của dòng 3m cứng 50. C-Swing Indo xuất Nhật này. Đây, có mã code tem đầy đủ này. 50 thì nó dạng vừa, 30 thì nó mềm. Đó, nó bằng mấy cái cần 3 khúc công ngâm đang xe á. Tay cầm cán mút bát vặn này Fuji Shimano đẹp nha. Con này cân nặng được là 270 g ạ, ngọn 3 ly, mã số 17, gãy mức giá là 550 nha em, 550 ngàn. Rồi 18 thì có một con cần ISO hạ cần tay nha em. Con này cần carbon dài 5m3 cứng 2, tầm khoảng 4h cần tay. Và tất cả cái lóng của mình thì được cuốn chỉ này và phủ keo hết rồi nha. Đây, cuốn chỉ kim tuyến nha, cứng tầm khoảng 4h. Con này 5m3 mà nói thì kèm cho mình chỉ có là 5 lóng thôi. Đó, lóng của nó thì còn sáng đẹp nha. Cần là cần carbon nha. Cần carbon. Con này phôi dày. Rồi cái chỗ này thì tháo pad ra nó còn có xước này. Cân nặng là con này được cho mình là 310 g, ngọn 2 ly, mã số 18, giá 400 ngàn ạ. 19 thì một con cần ISO hạ tay vượt cứng như này. Đây, con này của dòng Daiwa. Daiwa carbon gold. Dài là 4m6 và độ cứng 3. Con này xả cần tay xuống hiện tại cần là 5h nè. Đây 5h này, được cuốn chỉ này, phụ keo hết. Đó, cái bên gôn nha. 4m6, cứng 5h nha nè. 5h này. Cái dòng này thì đánh cực kỳ ngon nha nè. Phôi rất là dày. Đó, phôi rất là dày nha. Thì sâu hạ tay, cuốn chỉ chống nổ hết, phụ keo cho mình rồi. Tay cầm này. Đây, tay cầm thì được cái chỗ này thì được cuốn chỉ hết. Tháo pad ra là còn dính keo sơ sơ thôi. Con này thì cân nặng là 230 g ạ, mã số 19, ngọn 2 ly, giá 500 ngàn này, 500 nha. Mã 20 ạ, một con cần ISO hạ cần tay luôn. Con này thì của dòng NFT này, NFT, dòng Power Love. Dài 5m4 và độ cứng 4, cứng 4 này hiện tại rơi cho mình tầm khoảng 6-7h cần tay. Đây, tất cả lóng mình được cuốn chỉ chống nổ hết. Và cái lóng gốc thì lóng semi chống nổ sẵn nha. Đây, cái dòng NFT này thì trừ mấy cái lóng ngọn trên này này. Hai lóng ngọn trên này là carbon xoắn vân thôi. Đó, còn mấy cái lóng còn lại cũng cần là hai dây nè. Con này thì anh em về chấm chép trôi đồ đánh thoải mái nè. Đó, tình trạng sẽ có sức dâm này, sức sớm ngoài thôi. Đó, con này thì cực kỳ cứng cáp nha. Đó, cực kỳ là cứng cáp cho mình. Cái chỗ này thì cái bách vặn á, tháo ra nó còn dính keo sơ sơ này, nó không ảnh hưởng gì nha nè. Nắp chụp xoay bằng inox. Cân nặng là 289 g. Con này thì ngọn là 2.2 ly. Con này gửi cho bác giá là 850 nè, 850 ngàn. Đó, 54 nha, cứng tầm khoảng vào 6-7h cho mình á, rất là cứng. Tiếp theo thì em có một con cần một khúc nha. Đây, con cần một khúc. Con này của dòng Mitsuki. Đây, Mitsuki nha em, tôi thích được cho anh em mình câu biển nha. Đây, con này còn mới. Cái phụ kiện con này thì nó sẽ có cho mình là một cái bao vải zin đâu cần. Đó, Mitsuki thì anh em biết rồi. Hầu như của nó là nội địa Nhật 100% nha. Đây, Mitsuki. Dòng Madia Stick này. Đó, tất cả đều là khoen xích. Cái độ dài cần là 1m85. Con này là con cần một khúc cho em. Đó, một khúc nha. Máy ngang. Con này thì anh câu em mình câu máy điện này. Đó, mình câu nước sâu này. Bát Fuji Misaki. Toàn bộ dàn khoen full xích nha, ba chân hết này. Đó, độ cứng con này thì nó cứng tầm khoảng vào 80. Tính theo cần câu ngâm. Còn tính theo cần lua, cần xích thì con này tầm khoảng vào MH nha em. Đó, MH nha. Khoen full xích hết. Ok hết nha. Con này thì cân nặng 350 g ạ, ngọn 2 ly. Con này gãy mức giá là 1.200.000. Đó, 1.200.000 nè. Rồi tiếp theo thì em có một con cần lua. Con này mã số 22.
Con này là con cần lua carbon nha anh em. Cái độ dài con này này, thông số con này cứng nha, tầm MH cho mình á. Độ dài con này chính xác cho mình là 8.6, 2.58, 2.59 này. Action là cứng M, H. Con này thì carbon, tay cầm con này thì nó bằng cán bần này, cán gỗ này. Và khoen Fuji ở đây. Đó, khoen phát Fuji nha. Cái ngọn con này thì khúc trên này là ngọn đặc cho anh em. Lưu ý nha, trên này là ngọn đặc và khoen ba chân thế này. Đó, ngọn đặc nha. Ngọn đặc thủy tinh. Độ cứng tầm khoảng MH. MH thì mình tải mồi rơi cho mình tầm khoảng vào 28 gram. Đó, 28 gram như này. Anh em mình lưu lóc nháy thật đều được ạ. Tình trạng có hơi cũ tí thôi. Cân nặng được là 259 gram ạ. Mã số 22, ngọn là 2 ly. Con để cho mình giá là 550 nè. 550 ngàn. Rồi 23 thì tiếp theo là 23 là một con cần 23 khúc công ngâm. Con này thì anh em mình chép công ngâm này 3m3 cứng 50. Phôi xoắn hai da rất đẹp nè. Đó, cả lông gốc lông ngọn luôn. Dáng khoen Fuji ba chân xứ xám. Đó, ba khúc như này. Fuji ba chân xứ xám, tay cầm cán bút bát vặn Fuji DPS. Gốc sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Con này thì mình câu ao sông hồ tự nhiên chép mè được nha. 3m3 cứng 50 ạ, cân nặng 320g, ngọn 2.5 ly, mã số 23, giá 700 nha. Đây, giá 700 ngàn ạ. Rồi cuối cùng thì em sẽ có một con cần hai khúc. Cái con này dạng cần lục này. Cái bản này thì dạng như là bạn đánh chép này, bên châu Âu này. Con này thì độ dài của cần này, dạng súp như này, cần lục 32 khúc. Dài 3m3. Con này tính theo cần lục thì nó sẽ cứng tầm khoảng vào CX. Còn tính theo cần câu ngâm thì con này cứng tầm khoảng trên 120. Phôi carbon xoắn vân, dạng khoen các bạn là dạng khoen Fuji 3 chân hết nha. 3 chân này phát Fuji này. Con này dạng cho mình câu biển nha. Đây câu biển câu bạc bãi 3m3. Con này hai khúc thôi. Con này là cái bản coi nha này. Bạn đánh chép bên châu Âu á. Hồi trước em về mấy con trend reel giống như vậy nha này. Đó, con này phôi dày. Con này anh em về đánh nạo cá tra này. Đó, cá tra được hết nha. Thoải mái này. Đánh dài nha này. Pass thì cũng hơi cao. Con này anh em muốn lấy mà hạ pass để đánh câu ngâm đánh dài á thì em sẽ hỗ trợ hạ xuống nha. Con này hiện tại thì pass tầm khoảng từ gốc chân pass tầm khoảng 68 cm. Đó, hơi cao tính theo cần lục. Mấy con này thì mình đánh lục kẹp nách thì nó pass cao. 3m3 cứng tầm khoảng vào CX, cân nặng là 460g, ngọn 3.2 ly, mã số 24 cuối cùng như này. Con này gửi mức giá là 1.300.000. 1.300.000 nha. Riêng cái phôi của nó là cực kỳ chắc chắn rồi. Rồi anh em cần mẫu nào cứ inbox Zalo thì em sẽ hỗ trợ chụp hình gửi qua mình tham khảo kỹ hơn nha. Chúc em có một ngày đi câu nhiều cá sức khỏe. Hẹn gặp lại lần sau ạ.